Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng đắm vào cái có của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái có của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái thường của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái vô thường của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái vô thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái vui của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái khổ của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái vui của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái khổ của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái ngã của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái vô ngã của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái không của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái chẳng không của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái chẳng không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái hữu tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái vô tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái hữu tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm vào cái vô nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta cũng hành cũng không hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta chẳng phải hành, chẳng phải chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 6.